Xin chào các bạn. Hôm nay mình dạy tiếp chúng ta làm phim hoạt hình Thạch Xanh đánh Chân Tinh. Thì ở các video trước mình quên không bật cái nút ghi âm, dẫn đến là phần mềm nó không ghi âm được và nó chỉ là ghi cái phần con chuột. Các bạn cũng sẽ rất là nghe thì rất là cảm thấy bức xúc và bực mình. Trong phần này thì tôi sẽ giới thiệu chúng ta cách vẽ con Chân Tinh nằm ở trong này. Chúng ta chú ý nhá, cái phần trong cái camera cảnh khung này này thì tôi chỉ quay những phần lá cây xung quanh, còn cái này các bạn lấy trong thư viện nha, nó là một cái chậu hoa nhưng mà tôi để lộn ngược lên để chúng ta quay cái cảnh mà nó trên vách núi. Thì vì là tôi lười vẽ cho nên tôi để chậu hoa ở đây, các bạn lấy trong thư viện nhá. Các bạn chú ý là trong thư viện này thì sẽ có rất nhiều các loại như là hoa các thứ vân vân. Nhưng mà xu hướng ở bên này là theo châu Âu, tức là cây theo châu Âu. Thế còn chúng ta ở vùng nhất là Việt Nam mình thì cây nó sẽ khác. Thì các bạn thông cảm cái khoảng này. Đây là vách núi mà tôi muốn để cho các bạn thấy. Nick, đi lên. Các bạn thông cảm được qua con chó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ con Chân Tinh, nó sẽ nằm ở trong cái hang này. Hang của nó gồm có 4 lỗ. Thì chúng ta sẽ vẽ làm sao cho con chăn nó chui ở lỗ này, chui rỗ và chui ra. Và Thạch Xanh sẽ vào đây canh một cái khu hang này. Thì chuyện này chúng ta cũng cứ modify nó thôi. Tức là ta modify để chỉnh sửa đi cái nội dung đi một chút. Đấy. Thì tất cả là trong trí tưởng tượng của chúng ta. Ở phần dưới này là các lớp cây khác nhau. Tôi cho lớp bầu trời nằm dưới này, nền cỏ này, rồi hang yêu quái vân vân. Thì để mà vẽ một cái cảnh sinh động thì tùy thuộc vào mỗi nghệ sĩ của chúng ta, tức là mỗi chúng ta cảm thấy yêu thích. Đối với môn học này thì thực sự phải là yêu thích và cần cù thì chúng ta mới thành công được. Còn nếu làm phim hoạt hình mà chúng ta vội vàng thì nó sẽ rất là lâu thành công. Lâu thành công. Chính vì vậy thì các bạn thông cảm tôi quá, con chó nó hư quá. Thế thì để vẽ được cái con Chân Tinh đấy mà cho các em học sinh hay là các cháu thiếu nhi xem sợ, nếu hoạt hình mà chúng ta vẽ đơn giản quá thì nó không sợ, cảm giác nó không rùng rợn. Thì chúng ta vẽ một con Chân Tinh thì chúng ta phải vẽ nó rất là rùng rợn. Ở đây tôi vẽ trong cái khu vực này thì các bạn tắt cho tôi tất cả các lớp mà chúng ta đã xây dựng. Đấy, các bạn tắt đi. Chúng ta để vào ô thứ nhất nhé. Ô thứ nhất là ô frame. Đây là dòng timeline nó chạy từ bên này sang bên này. Vậy chúng ta sẽ chọn một cái lớp mới, tôi gọi là yêu tinh. Đấy, tôi đặt là yêu tinh. Và tôi insert cell, nữa là tôi chèn một một cái cell đầu tiên, một ô frame đầu tiên. Các bạn ấn phím X cho cái nút cell này nó to lên, các bạn nhìn rõ này. Đấy. Hoặc các bạn ấn cái này thì chúng ta sẽ thấy yêu tinh nằm ở khung này theo chiều dọc, còn đây theo chiều ngang. Thế để vẽ yêu tinh thì chúng ta sẽ phải tưởng tượng ra như thế nào. Đấy. Thì trước tiên thì chúng ta sẽ lấy cái bảng màu ra. Tôi sẽ vẽ đầu con yêu tinh trước. Thì đầu yêu tinh thì nó cũng xuất phát từ đầu rắn thôi. Đấy, từ đầu rắn. Thế thì tôi phải làm một cái việc rất là vô cùng trong tí trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta phải làm một cái đầu rắn làm sao để cho nó rùng rợn. Đấy. Thì ở đây nhá, tôi sẽ dựa vào bốn cái ô khung này để tôi làm. Tôi có các ô khung này tôi căn chỉnh cho dễ. Lát nữa chúng ta phóng to lên đúng không? Rồi bây giờ tôi sẽ ô khung này.
Tôi muốn cho cái đầu rắn của nó là tập trung focus ở phía mũi. Đấy. Tôi vẽ hai cái lỗ mũi trước. Vẽ hai lỗ mũi trước. Tiếp theo đó thì ở lỗ mũi thì bây giờ tôi sẽ vẽ cho nó một cái cằm, một cái hàm. Đó, hàm. Hàm này thì nó đi sâu ở phía bên kia. Tức là nó sẽ đi sâu ở phía bên này. Đó, và chúng ta sẽ làm dần ở việc đó. Đó. Và ở hai lỗ mũi này thì tôi sẽ làm một cái việc như sau, tôi sẽ cho chỉnh sửa. Ở đây là nó sẽ có một cái ta chỉnh sửa như thế nhé. Uốn cong vậy đúng không? Giống như đầu con rắn này. Đấy. Bước tiếp theo tôi phóng to lên để tôi điều chỉnh. Rồi mắt của chân tinh nó sẽ nằm ở phía này. Đấy, vậy chúng ta sẽ cho nó một cái mắt. Mắt. À. Hoặc là chúng ta cho mắt phía trên này. À. Rồi bây giờ tôi sẽ làm một cái mắt. Đây chúng ta cũng cho một cái mắt. Bạn cho smooth lên một chút để cho nó mịn. Bây giờ chúng ta sẽ chia đôi cái ngả này ra. Chia đôi cái ngả này ra. Đó, các bạn. Chia đôi cái mỏ này ra. Và đây là hai cái lỗ mũi để nó thở. Lỗ mũi nó thở. Tiếp theo là cái hàm dưới của nó. Hàm dưới thì chúng ta có thể cho nó lên trên này cũng được. Và tiếp tục chúng ta vẽ ra phía đằng này. Ta vẽ đôi xứng nhau nhé. Rồi trên đây là cái đầu con yêu tinh, rồi chúng ta vẽ đầu. Ta cứ vẽ to như thế đã. Chỗ này ta sẽ cho một cái này tôi cho một cái mũi vào nó. Đầu yêu tinh. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tô điểm làm sao cho cái đầu yêu tinh nó đẹp. Rồi tiếp theo bây giờ là tôi vẽ các vảy của con yêu tinh. Vảy con yêu tinh. Để vảy con yêu tinh thì đa số là hình lục lăng, lục giác đúng không? Chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại. Rồi tôi vẽ vảy con yêu tinh này. Theo thì tôi sẽ tô điểm con yêu tinh này. Các bạn chú ý nhé, các bạn đóng kín này.
vảy cho nó. Ô, bây giờ vảy phía trên. Phía trên này chúng ta cũng phải có các vảy. Các bạn vẽ xong cái đầu thì cái thân lại dễ vẽ hơn. Đấy, nhất là xung quanh khu vực mắt này. Các bạn vẽ cho tôi. Sau đó chúng ta sẽ điền thử vào để chúng ta nhìn. Này chúng ta chưa đóng kín cho nên là còn tiếp xúc, đúng không? Các bạn cho này, cái phần này các bạn chỉnh sửa con yêu tinh. Đó, các bạn tô vào, chúng ta tô vào. Vẽ xong chúng ta sẽ thấy nó rùng rợn hơn. Đấy, bạn chú ý như thế nhé. Đấy, chúng ta nhìn thấy đang hình thành con yêu tinh quái vật. Nhìn trông rất là sợ. Đấy, các bạn chỗ này này thì chúng ta nên để vết đen. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ tô vảy cho nó ở bên đây. Ta nhìn thấy đầu con rắn nó đã được là
hợp tô điểm. Bây giờ chúng ta sẽ dựng các vảy ngang như này. Ta dựng vảy ngang nhé, dựng vảy ở phía đằng này. Vậy thì chúng ta sẽ vẽ to lên. Để nó tạo cái độ bóng. Đấy, các bạn thấy vẽ trên đây rất là dễ và không cần phải phần mềm hỗ trợ khác, chúng ta vẫn vẽ được đẹp. Rồi chúng ta tô vào.
đợt ta dạy cái lưỡi. À, bây giờ chúng ta sẽ cho cái lưỡi lên lớp khác. Tôi quên. Cho một cái lưỡi lên lớp. Bạn vẽ lưỡi lên một lớp khác nhé. Và chúng ta sẽ tạo cho nó một cái lên để xem nhìn hình còn yêu tinh nữa này. Đấy, rồi ra nhìn mắt của nó là chưa tô trắng. Đó. Phần công đoạn còn lại thì các bạn nhìn này, tôi vẽ đầu con chân tinh, chúng ta nhìn nhé. Lưỡi chân ở trên đó, tôi cho cái đầu rồi cho đây một chút. À, các bạn expo lên là phơi cho nó nở ra nhiều thành nhiều ô một chút đó. À, các bạn nhìn thấy rồi, bây giờ cái đầu con chăn như đây, bây giờ ta chỉ cần vẽ cái body của con chăn thôi đó. Body con chăn và răng, hai răng nanh nữa, biểu tình. Ta vẽ răng đanh cho chân. Thế chúng ta để cho nó đây thật nhỏ. Răng đanh thì chúng ta cho màu trắng.
bây giờ các bạn nhìn cho nhìn thấy tôi sẽ làm cho lưỡi thò lưỡi thụt. Lưỡi thò lưỡi thụt thì các bạn chọn phần lưỡi và các bạn chọn cho tôi cái xương, chúng ta gắn lưỡi vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho chuyển động lưỡi. Tôi chọn S key. Các bạn nhìn thấy tôi vẽ con chân tinh đến đoạn này. Chúng ta nhìn phần body chúng ta sẽ vẽ tiếp theo. Đó, các bạn nhìn chân quá đẹp đúng không? Đấy, lại như này. Đấy. Óc tưởng tượng ở đâu ra đấy chắc. Đầu Đầu con nghe đầu con rắn thì đầu rắn mà mắt rắn nhìn trông kinh, rất là mãng xà, rất là kinh đấy. Sau còn phần body thì rất là dễ rồi, body tôi vẽ cái cái này body rồi hướng đấy. dẫn là vẽ hay Vâng, là đừng hướng dẫn à, hướng dẫn à, các bạn nhìn thấy rất là đẹp đúng không? Đấy, lưỡi lưỡi này kè kè đôi ra lưỡi phải dài ra lưỡi của chân là lưỡi chẻ đôi mà. lưỡi đôi phải học nó cẩn thận. Đấy. Thì chúng ta sẽ vẽ phần body là uốn khúc cuộn tròn, thì chúng ta sẽ làm cho nó đẹp hơn. Các bạn thân mến, bài học này tôi tạm dừng ở đây. Các bạn có thể cho nó thụt ra thụt vào một đoạn nữa bằng các bạn expo children vào đây. Các bạn expo vào đây. Sau đó các bạn copy cái phần lưỡi này. Copy dán vào đây. À, thì đây là lúc mà chúng ta đây chân tinh cuộn mình trong đây. Lát tôi sẽ vẽ thân chân tinh vòng lên đây, vòng lên, vòng lên đây, và nó sẽ chuyển động xung quanh ba bốn cái lỗ này. À, và thạch xanh sẽ vào đây để đánh nhau với chân tinh. Các bạn thân mến, đây là tôi vẽ bằng phần mềm Tom Bomb, rất là đẹp, và các bạn nhìn thấy là không có tí nào, là toàn trong mắt chúng ta tưởng tượng hết cái đầu rắn như này. Đấy, đầu rắn như này. Đấy. Để vẽ đầu con rắn nó như vậy, chúng ta sẽ áp dụng để vẽ trong Tom Bomb. Xin chào các bạn, chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.